sang một cái nhóm vận dụng như thế nào tiếp này, thứ hai là nắm vững nội dung của từng người kia. Như vậy là chúng ta một là trả lời 14 câu hỏi, trong đó có liên quan đến các cái từ ngữ, các cái thuật ngữ dùng trong Inco Thơm, là chúng ta sẽ nắm được cái đặc điểm của Inco Thơm năm 2010. Cái nội dung thứ hai là để vận dụng Inco Thơm năm 2010, chúng ta nắm kỹ nội dung của từng điều kiện trong 11 điều kiện. Và lấy ví dụ một số điều kiện cụ thể, ví dụ như là về phúc Inco Thơm năm 2000, cái này chúng ta nói từ sáng giờ rồi cho nên chúng ta lướt qua, đúng không, không nhắc lại nữa. Có được áp dụng cho mọi phương thức vận chuyển không? Không, đúng không ạ? Vì nó chỉ áp dụng cho đường biển thôi. Khác trước đây đấy nhá, trước đây chúng ta còn dùng năm 90, thậm chí chúng ta dùng phúc sân tay, đúng không ạ? Thì bây giờ là trong Inco Thơm năm 2015 có làm được đâu, nhớ nhá, rủi ro chuyển khi nào có là phúc sân bay gì. Thế đấy, các bạn thấy không, ngay cả các bạn áp dụng phúc Inco Thơm năm 2000, rủi ro chuyển khi hàng qua lan can tàu, tàu ở đây là cái ship mà. Thì các bạn lại dùng phúc sân bay thì nó chuyển qua cái lan can máy bay à? Cho nên các bạn cứ người ta nói như thế, các bạn mà không giúp em vẫn ký hợp đồng phúc sân bay có làm sao đâu, ôi trời ơi, thì ai cấm nó không làm sao, nhưng mà đến lúc rủi ro phát sinh thì nó như thế nào, đúng không ạ? Làm gì có cái rủi ro nào qua lan can máy bay đấy. Cho nên rõ ràng cái quy định đấy áp vào giao hàng bằng đường hàng không mà dù các bên quốc này đưa quyên ký nhưng mà không thực hiện ở đâu, sau này rủi ro tranh chấp. Cho nên là có rất nhiều doanh nghiệp, có một cái vụ mà năm 2007 cái sự một cái vụ của một anh giám đốc, anh là công giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ở Hải Phòng, anh ấy bị cái vụ đó anh thua, sau đó anh gặp anh nói rằng thôi suốt từ năm 2000 đến năm 2006 em ăn lên làm ra doanh thu ùn ùn, em lãi em đầu tư bao nhiêu, thế mà riêng trong năm 2007 em bị hai vụ là em trắng tay. Mà hai vụ đấy là gì? Là do không nắm được rồi, tức là cứ ký hợp đồng nếu mọi việc thuận lợi không có gì cả, không có tranh chấp, chúng ta bảo hợp đồng chúng ta ký như thế tốt. In Quân Thơm năm 2000 sân bay, ai làm sao ai bắt, chả có vi phạm điều cấm của pháp luật, hợp đồng chả bao giờ bị tuyên bố vô hiệu, đúng không ạ? Nếu chúng ta thực hiện bằng phúc sân bay không có chuyện gì, thế là mọi người bảo tao vẫn thực hiện phúc sân bay không sao đâu, vậy mày phải sợ phải cứ ký đi. Nhưng đến khi xảy ra tranh chấp thì mất hết, và lúc đấy mới ngã ngửa người ra rằng rõ ràng khi tranh chấp xảy ra rủi ro phát sinh mình gánh chịu thì bao nhiêu lãi mình làm năm vụ không bằng hai vụ mình thua. Cái đấy lúc mà tranh chấp mới cần đến luật, mới cần đến cái gì ạ, quy định. Inco Thơm cũng là một dạng tập quán cũng là luật, đúng không ạ? Nếu mà được đưa vào hợp đồng thì nó là luật, đúng không ạ? Ai ký hợp đồng vận chuyển hàng chúng ta biết quá rồi, ai mua bảo hiểm cho hàng hóa, đúng không ạ? Phân chia phí tổn như thế nào chúng ta cũng thấy rồi, phân chia phí tổn như thế nào thấy chưa? Thấy chưa? Đúng không? Nếu ở phúc Inco Thơm năm 2000 thì nó lung lung, nhưng ở 2010 rõ rồi, có phù hợp cho việc giao hàng đóng trong container không? Tại sao phúc năm 2010 không phù hợp thì áp dụng điều kiện nào? Nếu mà hàng là giao bằng container, cái điều kiện nào mà cái này nó liên quan đến người mua đấy, tại vì phúc thì rủi ro chuyển đi hàng được giao trên tàu, đúng không ạ? Thế nhưng mà không thể đúng rồi. Rồi chúng ta sang tiếp, một số điều kiện cụ thể chúng ta đang đi vào một số điều kiện cụ thể, thì cái điều kiện phúc thì chúng ta đi lướt qua. Bây giờ điều kiện khác thì sáng nay hôm qua tôi thấy có một số phản ảnh là học viên vẫn muốn hiểu thêm một chút về đáp, đúng không? Đáp Inco Thơm năm 2010, chúng ta nhìn lại cái nguyên lý của nó đã. Đáp tức là giao tại bến, nơi đến quy định. Đấy. Delivery at terminal, insert này, name the terminal. Ở cái này nó sai lỗi nhỉ? At port or place of destination, đúng không ạ? Đấy, trong tiếng Anh nó dùng như thế. Thế có nghĩa là điểm mấu chốt của cái điều kiện đáp là điều mới này là gì? Nghĩa vụ giao hàng của người bán được quy định như sau. Thứ nhất là hàng hóa
sau khi dỡ khỏi phương tiện vận tải ấy, tại sao người ta không nói là sau khi dỡ khỏi tàu biển? Vì thì đáp được áp dụng cho mọi gì? Phương thức vận chuyển, đúng không ạ? Hàng hóa sau khi được dỡ khỏi phương tiện vận chuyển có thể là đường ô tô, đúng không ạ? Đường xe lửa, đường máy bay, đường tàu biển, đúng không ạ? Sau khi được dỡ khỏi phương tiện vận chuyển và được đặt dưới sự định đoạt của người mua tại một bến chỉ định, một bến chỉ định, tức là ghi rõ địa điểm chỉ định ra, đúng không ạ? Mà các bên thỏa thuận hoặc người mua yêu cầu tại cảng, cái điểm đến đó tại cảng hoặc cái bến đó ở một nơi đến chỉ định nào đó, đấy là nghĩa vụ giao hàng của người bán. Dựa trên nghĩa vụ này, bến terminal ở đây là bất kỳ nơi nào có mái che hay không có mái che, như cầu, cảng, kho, bãi container, ga, đường bộ, đường sắt, đường không, cái đấy người ta gọi là một bến. Bây giờ chúng ta nhìn lên trên cái sơ đồ này, cái sơ đồ là cái điều kiện đáp đây. Chúng ta nhìn cái mô hình này, trong cái này là trong cái Ego Thơm là có. Chúng ta thấy đây là người bán gì ạ? Địa điểm người bán, đúng không? Và hàng thực ra là gì? Liên quan đến người mua là địa điểm người mua ở đây, đúng không? Đáp là gì? Delivery này, cái thuật ngữ giao hàng là để xác định thời điểm di chuyển rủi ro. Thì cái rủi ro người ta nói, ví dụ đây là một cái bến có mái che hoặc không có mái che, hay là một cái bến nằm tại cảng, hoặc là một bến tại ga xe lửa, một cái bến tại gì? Sân bay hàng không? Tùy, đúng không ạ? Nhưng mà ta lấy đây là cái bến có mái che để chúng ta hình dung. Thì cái bến có mái che này người ta gọi là terminal, tức là bến. Cái từ này nó chỉ khác với cái chữ bến thôi. Thì rủi ro sẽ được chuyển từ người bán sang người mua kể từ khi hàng được gì ạ? Dỡ khỏi phương tiện vận chuyển để đặt dưới sự định đoạt của người mua tại cái bến này, đúng không ạ? Cái bến này có thể là một địa điểm cụ thể có mái che, không có mái che, một cầu cảng, một bãi, đúng không ạ? Người ta gọi tắt là từ bến. Nếu mà các anh các chị ai ở đây đi Pháp rồi nhỉ? Ai đến Paris rồi nhỉ? Chưa, đúng không? Chưa ai đến Paris à? Ôi trời ơi, cái sân bay Charles de Gaulle của Paris nhá, chỗ nào nó cũng terminal 1, 2, 3, 4, 5, thế nào? Ừ, đúng rồi. Thế thì nghĩa là sao? Nghĩa là gì? Cho nên tôi nói là Ego Thơm là nó hay chịu ảnh hưởng cái EU, dùng cái từ terminal đấy là chuyển từ tiếng Anh là bến. Tức là cái máy bay này nó hạ cánh ở cái bến là terminal 1, thì từ cái terminal 1 nó đi đến cái terminal 2 của nó à, còn đi vòng vèo chán chê. Hàng nó được ra thì người nó được, máy bay nó đỗ, đấy là cái chúng ta hình dung như thế để chúng ta hiểu. Và cái bến này có thể là đường biển, có thể là mọi phương thức vận chuyển, thì rủi ro chuyển thế này. Cho nên người ta nói cái bến này chúng ta nhìn hình dung là Ego Thơm nó vẽ này, người mua tận đây, đúng không? Và người bán là tận đây, xin lỗi, người bán là tận đây mà, còn người mua địa điểm đến là đây đấy, đúng không? Đây có thể là kho của người mua, đúng không? Nhưng mà tôi bảo anh sao cho tôi tại cái bến này, vậy thì tôi sao cho anh tại bến này nhưng nó là đến bến đấy rồi đấy, còn nó có vào tận kho của người mua hay nó đến một địa điểm khác sau cái bến này thì lại là chuyện khác. Còn anh nói giao cho tôi tại cái bến cụ thể này thì đây là cái bến và rủi ro chuyển đi đấy. Cho nên người ta nói có thể là nên terminal hoặc là airport or place of destination, tức là tại vì nơi đến quy định và rủi ro chuyển sang tận đây, đúng không ạ? Đấy là cái đặc điểm của đáp là cái một của cái phương thức, một cái phương thức giao hàng mới, một cái điều kiện mới mà nó dùng cái từ bến theo cái kiểu đó. Người bán chịu mọi chi phí và rủi ro để đưa hàng đến và dỡ hàng tại bến ở cảng hoặc nơi đến quy định, đưa hàng đến bến và dỡ hàng tại cảng nơi đến quy định, đúng không ạ? Lời khuyên đối với người bán khi áp dụng cái điều kiện này là gì? Nếu ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa đến đúng địa điểm đặt bến đã chỉ định, nên ký hợp đồng để đưa chuyển hàng đến nơi bến đã ghi rõ trong hợp đồng. Nếu các bên muốn người bán chịu rủi ro chi phí vận chuyển và chi phí dỡ hàng từ bến đến một nơi địa điểm khác thì nên sử dụng đáp hoặc DDP. Còn đấy nó chỉ là một cái bến thôi. Đấy. Từ cái bến đó đến kho của mình mua còn rất xa. Lúc đấy nếu anh giao hàng tận nơi của tại kho của người mua thì anh có thể đáp hoặc DDP.
người bán không có nghĩa vụ với người mua trong việc ký hợp đồng bảo hiểm, và ngược lại, người mua cũng không có nghĩa vụ đối này đối với người bán. Đấy là trong đáp. Vậy thì cái đáp này đấy nó khác gì cái đáp đây, đáp là cái màu đỏ trên đây các anh chị nhìn này. Đáp là giao hàng tại nơi đến, ở bên kia là giao hàng tại bến, nơi đến quy định. Nhưng mà đây là giao hàng tại nơi đến, thì chúng ta thấy người ta lấy cái hình ảnh của Yên Thơm ấy, là người ta vẽ nơi bến đây là có máy xe và hàng được giao vào nơi bến, được dỡ khỏi tàu nơi bến này thì sẽ có chuyện. Còn trong đáp là gì, là giao hàng, là địa điểm giao hàng, chúng ta thấy nó không vẽ của cái máy xe mà nó vẽ đây là nó cho một cái điểm hình dung tưởng tượng là gì, hàng vẫn để gì trên phương tiện vận chuyển, đúng không ạ, hàng vẫn để trên phương tiện vận chuyển chưa dỡ xuống thì rủi ro đã chuyển rồi. Cho nên người bán phải phải đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận chuyển tại nơi đến đã chỉ rõ quy định, và để như thế là rủi ro chuyển, còn không cần dỡ ra nữa. Như thế nó liên quan đến chi phí, đúng không ạ? Chỉ có khác nhau là cái nơi đến và cái là bến thôi, nơi đến và bến. Nhưng mà địa điểm chúng ta thấy là mô hình của hai cái địa điểm này là nó đi ra đây của người mua đây, và đây cũng là một cái khoảng cách của nơi đến của người bán. Nhưng mà ở đây cái điều kiện này nó cũng áp dụng cho mọi phương tiện vận chuyển. Chỉ có điều ở đây là nó muốn đưa cái bến, tại vì có những cái sở dĩ nó ra cái bến, tức là cái đáp tới nó khó là bởi vì chủ yếu là trong EU đã xuất hiện rất nhiều cái cách như này, trong đường hàng không cũng như đường biển, bởi vì nó có 27 cái nước thành viên, cho nên là nó khác. Trong cái việc mình gửi khác đấy là mình là bến, mà cô thì không là bến. Thì đấy, nhưng mà mình đi các sân bay vào quốc terminal 1, 1, 2, 3 như sân bay của sát đường 1 nó đến mười mấy cái terminal ấy, thì chóng hết cả mặt, đi từ terminal 1 đến terminal 3 thì coi như là mất 45 phút luôn chuyển tàu. Thì như vậy là để ý nói là gì, để nói là cái bến của nó. Thế vậy bây giờ chúng ta đi từ Hà Nội nhé, đến Paris, sân bay của nó là sân bay quốc tế sát đường 1, đúng không ạ? Đấy có phải là nơi đến không? Nơi của chúng ta sẽ đến không? Ta bay từ Hà Nội đến Paris có phải nơi là Paris là nơi chúng ta đến không? Đến cái sân bay Charles de Gaulle ấy, nếu chúng ta đi Pháp, chúng ta đến Paris thì chúng ta đi bằng đường hàng không, chúng ta bay từ sân bay Nội Bài đến Charles de Gaulle. Charles de Gaulle nó cách xa Paris một khoảng thời gian, một địa điểm nhất định, thì chúng ta lấy cái điểm gốc là giống như chúng ta đi Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đến Tân Sơn Nhất. Vậy Tân Sơn Nhất có phải nơi đến không? Có thể chúng ta đến nơi đến không, chúng ta đến đấy để đi gì? Vũng Tàu, đúng không? Vũng Tàu mới là nơi đến của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đỗ cái bến gì? Bến đấy là bến của gì? Thành phố Hồ Chí Minh, cái cảng sân bay Tân Sơn Nhất, đúng không? Thì đến sân bay Charles de Gaulle, chúng ta đến đấy cũng là gì? Là cái điểm đến của chúng ta. Nhưng rồi chúng ta sẽ chuyển đi là gì? Bordeaux này, Lyon này, bằng các phương tiện nơi khác chúng ta đến. Nhưng mà rõ ràng người ta có một cái nghĩa là như thế này, là cái terminal đấy vẫn là một cái địa điểm chốt của nơi đến, nhưng nó chưa phải là cái điểm đến cuối cùng. Nhưng nó khác với những cái điều kiện để chuyển rủi ro khác, là nó cũng đã đến cái nơi đến rồi, nhưng mà nơi đến đấy là một cái bến. Chúng ta hình dung ra chưa? Hình dung ra chưa nhỉ? Rồi đây chúng ta đấy nói terminal sân bay Tân Sơn Nhất, rồi sau đó lên ô tô đi 2 tiếng 3 tiếng đi Vũng Tàu, hàng chở tiếp đi Vũng Tàu. Đó, bây giờ xách một cái cặp máy tính iPhone 4 đúng không, cho về cái cặp, nhưng mà người ta bảo đưa xuống Vũng Tàu cho tôi, đúng không ạ? Thì chúng ta phải đi điểm thứ nhất là gì, chúng ta chở đến gì, chở bằng đường hàng không ví dụ như thế, điểm đến là bến đấy, đáp tờ ấy là nơi đến của, bến của nó là gì, sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng mà từ cái bến cách Milan là sân bay Tân Sơn Nhất đến Vũng Tàu bằng cái gì? Nếu anh muốn tôi chở đến tận Vũng Tàu thì anh phải ghi rõ điều đấy, và các cái chi phí anh lại phải tính ra. Rõ rồi, hôm nay là rõ hết rồi nhá. Một chút về cái từ nơi đến trong giá đáp ạ. Ở đây thì mọi người để em nghĩ là có thể thương thì của em hiểu rõ cái từ nơi đến thì có nhất thiết hiểu là ở bên nước người
người mua không, hay là cũng có khả năng là trường hợp là không cứ là nước người mua, không cứ mà là một bến, nơi đến quy định, hoặc là bến đấy ở nơi đến quy định, hoặc bến là một bãi, một cảng, một gọi là bất kỳ một cái chỗ nào mà người ta quy định. Nhưng bây giờ tôi hỏi em nhé, em ký hợp đồng để có hiểu ý em rồi, bây giờ em lại ký hợp đồng sử dụng điều kiện khác nhá. Nhưng mà em lại bảo không, tôi không đến nơi đến đâu, tôi đi đến điểm đến, em lấy cho cô cái ví dụ đấy, cô vừa lấy ví dụ đây, cô bay từ Hà Nội sang sân bay Tân Sơn Nhất, à xin lỗi, cô bay từ Hà Nội lên sang sân bay sắp được vô lên qua, mất như vậy là 12 tiếng, thì em có thể hình dung là Paris là nơi đến không? Em có coi Paris là nơi đến không? Có thể đấy, đúng không ạ? Nhưng cũng có thể là gì? Không. Nhưng cô nói rằng cái đáp này là tôi đến bến đấy là tôi hết. Và bến đấy người ta hiểu rộng ra, nó có thể là một cả một điểm của bến đấy. Nhưng nó cũng có thể không phải là cái nơi mà người mua muốn đến. Đúng rồi, cho nên người ta mới yêu cầu là phải chỉ rõ cái bến ở đâu, chứ không phải chỉ là để đáp nơi đến quy định. Thế thì em sao dùng đáp bờ đấy, đúng chưa nào? Ví dụ cô đến sân bay Charles de Gaulle, cô đi độ khoảng nửa tiếng metro tàu điện ngầm nữa, cô về đến thương vụ Việt Nam tại Paris. Thế bây giờ máy bay nó có đưa cô được đến thương vụ Việt Nam tại Paris không? Sao nó thả cô nhảy dù xuống đấy không? Cho nên nó dùng cái gì ạ? Cô vừa mới giải thích là EU ấy, nhất là những cái sân bay của các cái nước phát triển ấy, nó rất nhiều cái terminal. Và vì thế người ta phân biệt với cái đáp tờ, thì người ta đưa cái đáp tờ ra để dùng hiểu. Hiểu là nơi đến, theo cái nghĩa là cái bến nó được đặt ở cái nơi đấy, nhưng mà còn chắc đi tiếp theo nữa. Đúng rồi, cái đấy thì đúng rồi, cái đấy thì đương nhiên. Nhưng mà em hỏi là gì, cái một cái là không dỡ hàng, một cái là dỡ hàng, một cái là để trên tàu thì đã quyền định, nhiều quyền tự do đã chuyển, một cái phải dỡ xuống thì mới chuyển. Cái đấy thì rõ rồi, cái đấy nó đơn giản. Nhưng bây giờ cô hỏi em này, thế ta phải tính cước phí chứ, thế ta phải tính trong giá tiền hàng chứ, thế cái thằng bên nào đấy nó đặt ở đâu? Cô hiểu ý cái em hỏi, ý em nói rằng cái đến đấy không phải là nơi đến, đúng không? Nơi đến theo cái nghĩa thì người ta nói thôi, người ta bến thôi, đâu người ta nói đến là nơi đến, nhưng mình gặp được em không thì em chỉ muốn khẳng định rõ rằng là vì bỏ ở bến này mọi người vẫn còn người băn khoăn thì được, là cứ hiểu là nơi đến là thường hay là một lúc người mua, thế nhưng mà ở trong cái này không phải là đơn giản, nó cũng có thể là nằm ở nơi đến của người mua, rất có thể trả ai cấm ở đấy, phải không? Cho nên người ta đi dùng cái từ này, người ta dùng này nên được chấp nhận là chỉ rõ cái bến thì đã được cho ra rằng ở tại cái cảng, nếu là vận chuyển bằng đường biển hoặc tại cái địa điểm đến, tất cả mọi người lúc đấy câu hỏi cái điều là quốc hàng không thì nên thay bằng cái gì không ạ? Như hiểu cái gì thì mọi người nói có thể quốc hàng không thì thay bằng SCA. Thế nhưng mà em nghĩ ở đây có thể đâu, quân cô có nói là quốc hàng không thay bằng SCA thế ạ? Có thể nói thế cả. À, cái đơn hàng cô bảo là vận chuyển điều kiện quốc mà hàng đóng trong công dân thì nên thay bằng cái gì? Có thể thay bằng SCA. Còn quốc trong cái thơm 10 thì không thể áp dụng cho hàng không được. Mình thay bằng SCA nhưng ở đây có thể thay bằng đáp. Không, mình thay bằng cái gì cũng được, không cứ thay cái gì thuận lợi nhất cho mình. Chỉ có điều quốc nhưng con thông năm 2010 cho hàng không là không có giá trị. Có thể em vẫn làm nhưng cô bảo rủi ro em sẽ phải chịu, quá nhỉ, nói mãi đúng không? Được chưa? Ha, vấn đề nha. Hải Phòng, nếu mình là người bán được không? Tức là ví dụ mình là người bán Việt Nam xuất hàng từ cảng Hải Phòng sang cảng Osaka ở Nhật Bản chẳng hạn, thì mình có thể bán tận DAP Hải Phòng hay là bắt buộc phải bán DAP Osaka? Mình là người bán hàng và cảng đến là Osaka Nhật Bản. Vậy thì mình có thể ký hợp đồng theo cái điều kiện là DAP Hải Phòng được không? Hay bắt buộc phải là DAP Osaka? Bây giờ tôi hỏi là em muốn chở hàng đi đâu? Chở Osaka. Thế thì sao em lại ký ở Hải Phòng? Bởi vì em thấy là một điều bất kỳ ai đang thỏa thuận. Bởi vì bọn em thực sự là các cái chiều mà nghe đâu để
cho nó đồng quê Việt Nam thì nó cho em có làm sao lại cả Hải Phòng, nhưng nó lại thật những kiểu khác, và cái đấy nó lại không có Việt Nam rồi đâu. Thì em về đâu còn đấy, terminal có bảo Việt Nam thì nó ở Việt Nam, nhưng trong thực tế liệu người ta áp dụng như thế không? Trái ạ. Bởi vì rằng là nếu mà anh bảo là tại Việt Nam này tại thôi dừng lại SUV đi, Hải Phòng sẽ cũng bắt đầu thế rằng là chi phí quay thế Hải Phòng cơ mà. Có chưa? Không ạ, nhưng mà tuy nhiên hôm qua chúng em tranh luận thì thầy Hồng cũng khẳng định rằng thương minh là ngày Hải Phòng ok vấn đề gì, nhưng mà tôi nghĩ là để lý luận thì tôi nghĩ là như chuyện bình thường thì đúng rồi. Nó sẽ có một vấn đề như thế này này, nếu như các bạn mua bán theo thương mại quốc tế thì cái terminal đấy thường là nằm ở biên giới, đúng không ạ? Nhưng nếu các bạn mua bán trong nội địa trong nước, không thì nó áp dụng trong mọi phương thức vận chuyển mà, kể là quốc tế, mình bỏ cái vụ kia đâu phải. Tức là kể cả quốc tế thì tôi nghĩ rằng là về mặt lý luận anh bảo rằng DAT Hải Phòng vẫn được, thì là từ giá anh cứ thu giá là từ tiền là đến Hải Phòng thôi, còn những cái việc kia tệ thế nào, tức là về lý luận là như thế. Nhưng mà ý kiến của cái nhóm ở dưới chỗ bạn Nga ấy thì bạn mới chốt lại để cho nó dễ nhớ, cái nhóm ở dưới đấy rằng đáp và đáp khác nhau mỗi cái chuyện là người bán đặt hàng với quyền định đoạt của người mua là dỡ và phải nguyên, nhưng không phải như thế. Bởi cái bến đấy nó còn muốn khẳng định cho chúng ta một cái điểm là đôi khi trong thương mại nội địa hàng được giao tại bến có thể là tôi giao cho đường, ví dụ chở nó lên cách ở trong. Em hiểu vấn đề của mọi người nó như thế này này, bởi vì nếu mà mình theo cái logic của năm 2000 ấy thì X là quá đáng rồi, phải ngay đằng này rồi. X thì là coi như là bắt đầu đưa đến cái chuyện rằng là quyền đến đây. C là anh bắt đầu vận tải đến đây này. Còn D là quyền nữa. Tức là gì? Không những anh coi như là phải vận tải đến nơi người bán chỉ định, mà anh lại còn phải thêm những quyền khác như những nghĩa vụ khác. Tức là D là gì? Là anh nói chung là phải vận tải qua cái đấy mà của cái quãng đường di chuyển đấy rồi. Cho nên khi mà giảng bài thì cô anh đã nói vấn đề rằng là khi đưa ra cái 2010 này thì nó phá vỡ cái logic của cái việc rằng là E, F, C, D là cái cuối cùng. Và với cái D mà như chúng ta có thể hiểu ở đây là terminal có thể là ngay tại một cái điểm của người bán quy định tại ngay nước người mua, thì nó đã phá vỡ cái trách nhiệm càng kéo dài của D rồi. Nó cũng chẳng phải là phá vỡ. Thực ra nó không phá vỡ. Cái đó nói chính phá vỡ thì chúng ta đã quan tâm về vấn đề đấy. Đấy đấy. Nó không phải là phá vỡ. Nó phá vỡ theo cái kiểu chúng ta hiểu máy móc là bốn cái. Chính vì máy móc nên đó anh chấp nhận được là terminal là nước người mua. Không sao, nếu mà chúng ta giải thích về mặt lý thuyết, bến đấy vẫn có thể ra máy bay. Nhưng trong thực tế điều đấy nó vẫn có thể làm, nhưng nó sẽ có xảy ra hay không thì thực tế là bây giờ chúng ta ngồi chưa làm công ty, chưa làm thôi, chúng ta là một doanh nghiệp của Việt Nam, chúng ta lại đây là bạn đang hỏi muốn bán hàng cho Phú Phan Ca thì chúng ta lại bảo là chúng ta ký hợp đồng mà trong đó bên Việt Nam mà chỉ giao hàng đến bến ở Hải Phòng, tức là chúng ta hàng người Việt Nam mà đưa cái công ty của Việt Nam đến ở Hà Nội giao hàng tại một cái bến ở Hải Phòng có được không? Được. Đấy là điều kiện DAT đúng không? Sau rồi ông Osaka phải ký hợp đồng khác.
sĩ Israel, đúng không? Đúng lại ký tiếp. Vậy thì cái ông Osaka đâu có làm hai lần đấy không? Có thể ông vẫn làm. Nếu tính theo kinh phí mà thuê cái thằng Việt Nam nó rẻ, ông vẫn làm, đúng không? Thế thế nhưng mà không có kinh nghiệm nào đến 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 đi. Cho nên ở đây người ta dùng cái từ này, o này, hoặc là địa điểm đấy. Hoặc là có nghĩa là gì? Hoặc là có nghĩa là gì? Là nó có thể là vẫn ở nước gì? Nước Tây Ban. Không phải. Mà là ở đấy nó có thể là không phải là một terminal. Như là những hiệu terminal. Bởi vì vẫn đang ở trong cái terminal. Không, nó vẫn là terminal. Nên nó biết là place. Nó là một cái bến của terminal. Của Nó là cái place. Ghi rõ hợp đồng mua bán hàng hóa sẽ áp dụng theo thông năm 2010. Ví dụ, giao hàng theo đường đường cốt Hải Phòng, địa chỉ cụ thể theo thông năm 2010. Chẳng hạn, địa chỉ cụ thể hay là theo thông năm 2010 rất khuyến cáo doanh nghiệp trên toàn thế giới này ghi rõ nơi đến này tại bến cụ thể, địa điểm quy định này. Ví dụ, giao hàng theo điều kiện export số 171A đường Trường Chinh, bên bờ sông Lữ, cầu Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam, in giao thông năm 2010. Đúng không ạ? Thì như thế là chính xác. Bởi vì là sao? Là cái quận Thanh Xuân nó cũng rất là nhiều đường. Cái đường, cái cầu Phương Liệt thì nó có một cái, nhưng mà nó đặt cái chỗ là gì? 171A đường Trường Chinh, cái cầu Phương Liệt. Thì người ta biết ngay có địa điểm là 171A cầu Phương Liệt. Chứ còn nếu chúng ta nói là giao hàng export tại gì? Đường Trường Chinh, Hà Nội, Thanh Xuân. Thì chúng ta thấy cái đường Trường Chinh nó có dài không hả rồi? Đúng không? Đấy, ý nó là cái câu thơm. Các cái nhà chuyên gia người ta cũng đánh giá lên cụ thể. Thì như thế chúng ta phải lấy lại để đem nhận. Chứ nếu không lại cãi nhau lại đi tìm địa điểm. Đúng không? Và thứ hai là lựa chọn điều kiện phù hợp. Ví dụ, khi vào thơm năm 2010 được áp dụng cho cả vận chuyển nội địa và vận chuyển quốc tế. Các điều kiện này xuất phát từ nhu cầu của các bên cụ thể trong hợp đồng mua bán. Thì thực ra cái đáp là nó ra đời trong cái điều kiện là giao hàng nội địa và trong phạm vi của Liên minh châu Âu thì người ta đưa ra đáp. Đây là cái điểm mới. Và cái này sau này mình giao hàng ngay trong nội bộ các cái bến bãi ở các cái sân bay của mình hay là cảng của mình hay là các cái điểm, các cái bãi của chợ để hàng của tàu hỏa ấy, nó không có mặt cần mái che, miễn là nó cái bãi để hàng là mình cũng có thể làm như thế được. Thứ năm là gì? Nắm vững phạm vi áp dụng của Liên Quan Thơm năm 2010. Liên Quan Thơm 2010 áp dụng cho cả mua bán trong nước. Liên Quan Thơm năm 2010 ngay cả khi áp dụng cho mua bán trong nước và mua bán quốc tế, nó chỉ điều chỉnh những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa hữu hình. Nhắc lại, đúng chưa? Không điều chỉnh mua bán hàng hóa vô hình. Ví dụ như không điều chỉnh vấn đề mua bán phần mềm máy tính. Đúng không ạ? Phần mềm máy tính mua và bán là không áp dụng cái này, tức là bởi vì nó là dịch vụ. Ngay cả đối với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thuộc phạm vi điều chỉnh của Liên Quan Thơm, Liên Quan Thơm chỉ điều chỉnh một số nghĩa vụ được xác định cụ thể đối với các bên. Ví dụ như nghĩa vụ người bán là phải đặt hàng dưới quyền định đặt của người mua, hoặc chuyển giao hàng cho người chuyên chở, hoặc giao hàng tới địa điểm quy định. Và cùng với nghĩa vụ này là sự phân chia rủi ro giữa các bên trong từng trường hợp và quy định về các nghĩa vụ thông quan cho hàng hóa. Tóm lại, vẫn tương tự như Liên Quan Thơm năm 2000. Liên Quan Thơm năm 2010 giải quyết có 4 vấn đề sau đây. 1 là rủi ro chuyển thế nào, tại đâu, đúng không ạ? 1 là rủi ro chuyển thế nào, tại đâu. 2 là ai lo thủ tục thông quan hải quan, đúng không ạ? Ai chịu trách nhiệm về thông quan hải quan, tức là ai làm thủ tục, là gì, xuất khẩu hay là nhập khẩu, thì chi phí là do người chịu, đúng không ạ? 3 là gì? 3 là ai phải ký hợp đồng với người vận chuyển để chuyển hàng đi, đúng không ạ? Và thứ tư là gì? Ai mua bảo hiểm cho lô hàng? Thế chỉ giải quyết có 4 vấn đề đấy thôi. Những vấn đề khác còn lại
luôn quy định trong hợp đồng, nó quy định có 4 vấn đề. Và quan trọng nhất của Vinhomes là nó yêu cầu người bán tắt hàng với sự định đoạt của người mua. Vinhomes không điều chỉnh được vấn đề về chuyển giao sở hữu và các quyền tài sản khác giữa các bên, không điều chỉnh được vấn đề về vi phạm hợp đồng, về chế độ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Những vấn đề này do hợp đồng quy định, do luật điều chỉnh, vân vân quy định. Vinhomes không điều chỉnh. Cho nên các bạn thấy là về chuyển giao quyền sở hữu, về các quyền tài sản không điều chỉnh vấn đề vi phạm về chế độ trách nhiệm, không điều chỉnh cái vấn đề về vận chuyển hàng hóa bằng cái phương thức như thế nào, đúng không ạ? Những vấn đề này do các bên tự trong quy định trong đồng hợp luật áp dụng. Đấy, đấy là mấy vấn đề mà các bạn nên nắm vững. Cái này thì cô nghĩ là nó không có gì thay đổi so với Vinhomes năm 2000 đâu, vẫn dựa trên nguyên lý chung đó. Cho nên các bạn đừng hoảng hốt là bây giờ có cái Vinhomes năm 2010 thì Vinhomes năm 2000 xuất đi, không có đâu, nó vẫn là nguyên lý chung thôi. Nó chỉ sửa có một cái điểm là từ 13 điều xuống 11 điều, bổ sung thêm cái đáp và cái đáp, đúng không ạ? Để bỏ đi 4 cái anh kia, đúng không ạ? Phân loại ra là những phương thức vận chuyển được áp dụng cho mọi, những điều kiện được áp dụng cho mọi phương thức vận chuyển và những điều kiện chỉ được áp dụng cho vận tải biển và vận tải đường thủy nội bộ, đúng không ạ? Nắm phương cách quy định về kinh doanh thơm trong mua bán hàng hóa thì có nhiều kinh doanh thơm nên dứt khoát phải biết rõ trong hợp đồng là mua bán bằng kinh doanh thơm nào. 2010 ví dụ thuốc và tiết công kinh doanh thơm đã đổi khác, nhắc lại thôi, từ 1/1/2011 xin lỗi, đây là sai lỗi chính tả, có thể trong tài liệu của các bạn là bị sai lỗi chính tả. 2011 thì kinh doanh thơm năm 2010 có giá trị, các bạn thận trọng, mặc dù nó có giá trị vẫn thận trọng khi áp dụng nó, đúng không ạ? Nắm vững giá trị pháp lý của Vinhomes, của hợp đồng mua bán hàng hóa, của luật áp dụng và quyền nghĩa vụ trách nhiệm của người trên, người mua và người bán. Đấy, bởi vì Vinhomes chỉ là tập quán và nó sẽ có giá trị ràng buộc các bên khi nó được dẫn chiếu vào hợp đồng, và khi nó được dẫn chiếu vào hợp đồng nó sẽ thành luật, cho nên các bên phải làm theo cái luật. Có nghĩa là Vinhomes phải nhường bước cho hợp đồng. Đấy. Tất cả những quy định này của Vinhomes nếu hợp đồng nó sổ tệ bằng cách nó sửa, nó thay đổi các điều kiện, thì ý chí của các bên trong hợp đồng mới là quyết định. Và người ta xử thì người ta xử đem chấp theo ý chí các bên, chứ người ta không xử theo Vinhomes, đấy là giá trị pháp lý của nó. Cho nên người ta nói tập quán cũng có giá trị tùy ý, cho nên là mình có quyền xử giá trị pháp lý của nó, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta xem một cái tình huống, thời gian còn rất là ít, tôi sẽ đi sang một cái tình huống. Thì từ cái tình huống này chúng ta sẽ hiểu thêm hơn về Vinhomes năm 2010, vì cái tình huống này được xử theo Vinhomes năm 2000, nhưng mà đến 2010 không có gì thay đổi.